đấy, đẩy EV, đẩy EV của Đức các bác nhá. Em đánh hẳn loa 40 ấy. EV Make in Germany các bác nhá. Đấy. Đánh hẳn loa 40 các bác này. Đấy. Đấy, lý do mấy hôm nay rất nhiều bác hỏi mic. Em nhưng mà em chưa bán mic được, chưa có thời gian để bán mic được. Bây giờ em đi qua đấy các bác nhìn đấy, hàng hóa nó về thế thì chưa có thể có thời gian mà động mic được. Em cứ mở bao mà đến thùng nào thùng mic là em đóng lại luôn. Tại vì mấy hôm nay đẩy với loa là nó về rất là nhiều. Đây, hôm nay em giới thiệu bán với các bác tại vì những cái loại nào mà nó có ít ấy, nó có số lượng ít ấy, thì em lôi em bán luôn cho nó gọn nhà. Con đẩy EV mã là CPS2. Đấy, con này em khuyên các bác là lên dùng với những cái cặp loa xịn, là có loa hãng của Mỹ với của Đức, ví dụ như loa EV hoặc là loa JBL ạ. Nó sẽ con này nó sẽ đánh được một cặp đơn 40 các bác nhá. Sẽ đánh được một cặp đơn 40. Em xem ở trên YouTube thì các anh em bán giá cao lắm, thấp nhất là chỗ thấp nhất là cũng phải 7,5 triệu. Đấy, còn hàng này của em đẹp xuất sắc, đẹp xuất sắc và riêng nguyên bản hết nhé. Em bán cho các bác với giá 7 triệu bao ship con này. 7 triệu bao ship. Em xem ở trên clip thì các anh em cũng chỉ quay qua qua rụt gang nó thôi, thì lắm bác lại không biết là trong nó chạy sò gì, nó chạy bao nhiêu sò, nó nhìn nó như thế nào. Đấy thì hôm nay em mở sẵn rồi. Tại vì em bán hàng là bán hàng mở mà. Khi các bác nhận hàng ấy, mà các bác mua ship code các bác nhận hàng ấy, thì các bác cũng sẽ được mở ra kiểm tra ngay lúc các bác nhận hàng nhé. Con này tổng cộng là nó chạy 20 con sò sắt, 20 con sò sắt MG của Mexico các bác nhé. Đấy, chạy 20 con sò sắt zin nguyên bản hết các bác nhé. Mạch nước này còn rất đẹp, tụ đẹp. Ở đây là đằng sau của nó đây các bác nhé. Đấy, em vạch cả sò em quay để cho những cái bác mà chưa giờ chơi những cái dòng này thì cũng có thể biết được ruột gan nó như nào, nó chạy sò gì, nó chạy bao nhiêu sò. Đấy, gọi là coi như là review một cái sản phẩm để cho các bác xem và tham khảo. Giá là 7 triệu các bác nhá. Vừa giờ em đánh hẳn loa full 40 của Trung Quốc ấy. Nhưng mà những cái con này thì hợp nhất là đánh với những cái con loa hãng xịn. Xịn hợp nhất với hãng là cái loa EV của nó các bác nhá. Tại vì những cái loa xịn của hãng của nó, EV hoặc là JBL ấy, các bác mà chơi và đẩy Trung Quốc thì nó không thể ra được hết cái chất âm của loa được. Thế nó mới sinh ra những cái con đẩy này. Đây, Make in Germany các bác nhá. Đẩy Đức mà đánh loa 40 mà giá 7 triệu này là quá hợp lý rồi. Không mua ở chỗ nào khác được ngoài cửa hàng bên em nhá. Đấy, công suất của nó là 2 x 600W là 4 ohm. Đấy, những cái loa Tây thường thường là nó trở kháng, nó thấp mà, nó khó đánh. Đấy, thì phải những cái dòng này mới trị được. Đấy, mà vang viếc mic của em nó về nhiều rồi, nhưng mà các nhìn ngổn ngang này nên là chưa có thời gian để mà bán. Với lại toàn qua những anh em quen người ta đặt đấy. Ví dụ các bác nào mà muốn mua con đẩy bên em chẳng hạn, các bác đừng có hỏi bao nhiêu sò bao nhiêu ấy làm gì. Ví dụ các bác muốn chơi cái loại đẩy tầm bao nhiêu tiền, công suất bao nhiêu đánh loại gì, các bác nói luôn cho em cho nhanh. Chứ không có bao giờ có chuyện mà bác bảo là bác mua con đẩy tầm 5 triệu mà em lại giờ một con 3 triệu ra, em bảo con này 5 triệu được. Tại vì thời buổi gọi là 4.0 này, tất cả những cái hàng gì em bán đều giá công khai và nó có thông tin ở trên thị trường hết. Thế là không thể nào mà con 3 triệu mà nói là 5 triệu các bác cũng mua được. Đấy, thế là các bác không bao giờ sợ vấn đề đấy. Để tránh mất thời gian cả hai bên. Thì ví dụ mà bác nào bảo là em ơi anh cần một con đẩy đánh loa 30 hoặc là 40 thì em sẽ tư vấn cho một cách nhanh gọn và giá hợp lý nhất. Đẩy được rất nhiều nhá. Đây mic vỉ tím tự ngắt ra tốc đây, nhưng mà mic thì chắc tuần sau em bán. Đấy là lô đẩy này về tầm hơn 300 con. Đủ các thể loại của cả Mỹ các bác nhé. Đây. QSC mới 1500A đây. Các bác cứ đi tham khảo giá, ví dụ bác nào mà thích cái dòng này. Giá ở trên YouTube chỗ nào hàng đẹp như này, nó bán giá bao nhiêu. Các bác tìm chỗ bán rẻ nhất xong là gặp với em sẽ bán rẻ cho đến 1 triệu.
Đấy, đến với em các bác chơi không bao giờ sợ thiệt. Rồi bác nào mà có nhu cầu về mặt hàng gì thì liên hệ với em số điện thoại 0967 851 866. Đấy, xì xô 1080 về 2 hôm rồi nhưng mà còn chưa cắt bao được, chưa rạch ni lông được, vẫn ngổn ngang như đống sắt vụn thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.